hiệp gà lên tiếng việc châu việt cường hết tiền phải bán ô tô mấy ngày gần đây có nhiều thông tin lan truyền rằng sau khi châu việt cường dính vào vòng lao lý gia đình anh sống rất khó khăn theo đó vợ anh đã phải bán chiếc xe cho diễn viên hiệp gà để lấy tiền trang trải cuộc sống lấy tiền lo cho con cái cùng lúc đó diễn viên hiệp gà đăng tải một loạt ảnh con trai hơn một tuổi tạo dáng bên cạnh xế hộp mới chiếc xe nhìn rất giống xe của châu việt cường nên nhiều người tin rằng những tin đồn trên là có cơ sở. Trả lời phỏng vấn hiệp gà cho biết, chiếc xe này là anh mua lại của Châu Việt Cường, đúng là tôi vừa mua xe của Châu Việt Cường, bây giờ Cường không còn đi nữa thì vợ cậu ấy muốn để lại cho anh em thân quen. Chị Ngọc Anh, tên vợ Châu Việt Cường, cũng không có nhu cầu dùng xe nên bán, chứ không phải do việc vừa rồi nhà hết tiền nên bán xe. Bản thân tôi mới bán xe cũ, chưa có xe mới và tôi thấy xe này phù hợp với mình thì mua lại thôi. Hiệp gà bục bạch được biết Hiệp gà và Châu Việt cường là chỗ anh em thân thiết, cả hai thường xuyên đi diễn cùng nhau. Trước vụ án Châu Việt cường liên quan đến cái chết của một cô gái ở Hà Nội, Hiệp gà đã từng nhắn nhủ tới đàn em: Cường hãy bình tĩnh và đón nhận tất cả, cải tạo tốt để sớm được tự do, còn những thứ xung quanh bây giờ không còn quan trọng như vậy mới nhẹ lòng. Hiệp gà chia sẻ. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Dòng nhắn nhủ ngắn gọn nhưng chân thành của Hiệp Gà dành cho Châu Việt Cường đang khiến nhiều khán giả chú ý. Những ngày gần đây dư luận bàng hoàng trước vụ việc ca sĩ Châu Việt Cường có liên quan từ cái chết của một cô gái trẻ trong lúc đang phê ma túy. Phần đông ý kiến khán giả chỉ trích lối sống buông thả, xa đọa của Châu Việt Cường và cho rằng cần phải có biện pháp trừng trị thích đáng với nam ca sĩ này. Là người từng vướng vào vòng lao lý vì sử dụng ma túy, diễn viên hài hiệp gà có những nhắn nhủ hết sức chân thành cho đàn em. Anh viết, Châu Việt Cường, hãy bình tĩnh đón nhận và cải tạo thật tốt để sớm được tự do, còn mọi thứ lúc này không còn quan trọng nữa em à, buồn và thấy bâng khâng quá. Sự chia sẻ động viên của Hiệp Gà dành cho Châu Việt Cường được cho là sự đồng cảm của một người có hoàn cảnh tương tự. Trước đó năm 2007, khi đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Hiệp Gà bị bắt vì sử dụng ma túy. Sau 2 năm cải tạo, Hiệp Gà trở về làm lại cuộc đời, tiếp tục đi diễn tuy dư luận không quá khắt khe song không dễ gì hiệp gà lại đón nhận được sự nồng nhiệt và lấy lại được hào quang như trước kia nam diễn viên cho hay khi đi diễn trở lại anh từng bị khán giả chỉ thẳng vào mặt bảo may là thằng đi tù về tuy nhiên anh giữ thái độ bình tĩnh và lặng lẽ tiếp tục công việc cuộc sống của mình hiện tại hiệp gà đang có cuộc sống khá bình yên với người vợ thứ ba và gia đình tại hưng yên thỉnh thoảng anh xuất hiện trong một số chương trình biểu diễn hoặc ở các hội trợ cũng chia sẻ suy nghĩ về vụ việc châu việt cường ca sĩ di mạnh cho hay anh từng trải nghiệm chất kích thích nhưng biết điểm dừng để không trở thành tội phạm tôi nghĩ không chỉ riêng gì ca sĩ ở việt nam mà ca sĩ trên thế giới cũng vậy thậm chí xảy ra ở nhiều tầng lớp trong xã hội khi họ bị stress họ sẽ tìm đến chất kích thích để giải tỏa tâm lý người thì tìm đến rượu bia người thì dừng sử dụng cần sa ma túy đá thuốc lắc có người thì chơi một vài lần hoặc thời gian ngắn rồi nghỉ bởi vì họ nhận ra sự tiêu cực ảnh hưởng đến công việc và gia đình. Duy Mạnh cho hay, do Cường chơi nhiều quá và trong thời gian dài nên mất kiểm soát, vì thế mới dẫn đến hành vi như vậy. Khi hay tin cậu ấy bị bắt, tôi giật mình và nghĩ đó là do hành vi mất kiểm soát. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Từng có khoảng thời gian hát chung trên sân khấu với Châu Việt Cường, giọng ca kiếp đỏ đen Duy Mạnh tiết lộ nhiều thông tin bất ngờ. Trước thông tin nam ca sĩ Châu Việt Cường bị bắt khẩn cấp vì liên quan đến cái chết của một cô gái trong lúc cùng nhóm bạn sử dụng ma túy, nam ca sĩ Duy Mạnh nói về phóng viên rằng anh vô cùng bất ngờ, thậm chí tưởng mình nghe lầm. Cách đây hơn 10 năm, tôi và Châu Việt Cường có vài lần hát chung trên sân khấu ngoài trời. Đối với tôi, cậu ấy là người dễ thương, tính hài hước, và ngay cả bản thân tôi cũng hay trêu đùa Cường. Thế nhưng một thời gian sau, tôi thấy cậu ấy mất dần đi tính hài hước và không được vui như xưa có phần hơi nóng tính và cục xúc. Chắc có lẽ cậu ấy chơi nhiều quá, lại không có ai ngăn ta cản. Có vài lần thấy những vụ lùm xùm của cậu ấy trên báo, tôi nghĩ bản chất cậu ấy cũng chưa hẳn là như thế. Nhưng do Cường chơi nhiều quá và trong thời gian dài nên mất kiểm soát, vì thế mới dẫn đến hành vi như vậy. Khi ai tin cậu ấy bị bắt, tôi giật mình và nghĩ chắc đó là do hành vi mất kiểm soát. Trước ý kiến cho rằng trong giới lại trí, có nhiều nghệ sĩ thường dùng các chất kích thích như ke, đá, nam ca sĩ Duy Mạnh thẳng thắn. Tôi nghĩ không chỉ riêng gì ca sĩ ở Việt Nam mà ca sĩ trên thế giới cũng vậy. Thậm chí xảy ra ở nhiều tầng lớp trong xã hội. Khi họ bị stress họ sẽ tìm đến chất kích thích để giải tỏa tâm lý. Người thì tìm đến rượu bia, người thì dụ sử dụng cần sa ma túy thuốc lắc. Có người thì chơi một vài lần hoặc chơi với thời gian ngắn rồi nghỉ. Bởi vì họ nhận ra sự tiêu cực ảnh hưởng đến công việc và gia đình. Nghệ sĩ mà đề cập hỏi đến vấn đề sử dụng chất kích thích thì hầu hết họ đều né tránh vì rất e ngại đề cập vấn đề này. Còn bản thân tôi có thời gian đã từng thử, từng chơi, từng trải nghiệm nên tôi hiểu rõ về vấn đề này. Cũng theo lời nam ca sĩ Duy Mạnh, trên thế giới thường hay tổ chức những buổi trình diễn DJ ngoài trời và hàng chục ngàn người xem, trong đó phải có đến 80% người nghe là sử dụng chất kích thích. Nam ca sĩ cho biết thêm, chỉ có sử dụng chất kích thích thì họ mới có thể nghe nhạc với công suất lớn, suốt mấy tiếng đồng hồ như thế. Nếu ở trạng thái bình thường thì không thể trụ được lâu như vậy. Nhưng đa số họ chỉ sử dụng rượu, bia, cần sa hoặc thuốc lắc, đá thiểu như ít hơn. Từng rơi vào hồ sâu của quá khứ một thời, ca sĩ Duy Mạnh việc... Ca <laughs> sĩ Duy Mạnh kể việc sử dụng chất kích thích không có gì hay ho và trong tất cả các loại chất kích thích thì đá là nguy hiểm nhất. Vì đá gây nên ảo giác cực mạnh, tôi đã từng thử và trải nghiệm với nhiều loại chất kích thích. Nhưng phải nói thật, Tôi đã thử đá một vài lần, tôi nhận ra nó nguy hiểm, khi chơi xong về hai ba ngày không ngủ được, không bị điên mới là lạ. Và về tôi cũng không bao giờ dám động đến nó nữa, nếu sử dụng nhiều nó sẽ làm con người mất kiểm soát, có thể lúc rất vui nhưng nhiều lúc thì rất nóng tính, rồi vơ cớ mắng chửi một cách vô thức mặc dù không ai làm gì sai. Sử dụng chất kích thích có thể gây hưng phấn lúc đó, nhưng sau những cuộc vui thì buồn nhiều hơn. Các sĩ Duy Mạnh mô tả về loại chất kích thích nguy hiểm mà anh từng thử thông qua sự việc đáng tiếc liên quan đến nam ca sĩ châu việt cường ca sĩ duy mạnh cũng đưa ra lời nhắn nhủ nếu ai đó nói sử dụng chất kích thích có thể lên sân khấu được thăng hoa hơn thì tôi nghĩ điều đó là sai lầm bởi vì khi sử dụng chất kích thích và bước lên sân khấu bạn sẽ bị ảo giác thứ nhất bạn sẽ cảm thấy sợ khán giả và con mắt bị đảo liên tục thậm chí có người phải đeo kính đen khi lên sân khấu cho mắt đỡ bị dại hai là bạn sẽ cảm thấy mình hát rất hay thậm chí nhảy đẹp nhưng khán giả họ không thấy hay thậm chí họ sẽ thấy bạn không bình thường hoặc ăn nói mất kiểm soát trên sân khấu giống như bị điên. Vì thế tuyệt đối không nên lạm dụng chất kích thích hoặc rượu bia để giải quyết công việc hoặc trong lúc làm việc. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Châu Việt Cường đã bị cơ quan điều tra khởi tố bị can bắt tạm giam về tội vô ý làm chết người trong vụ án cô gái tử vong vì nhét tỏi vào miệng. Vậy nam ca sĩ sẽ đối diện với hình phạt nào? Liên quan đến vụ chị TMH sinh năm 1998 ở Trương Mỹ, Hà Nội, chết bất thường trong ngôi nhà ở phường Công Vị, Ba Đình, Hà Nội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ca sĩ Châu Việt Cường. Tên thật là Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa, để điều tra về tội vô ý làm chết người, theo Điều 128 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi. Vụ án chết người liên quan tới Châu Việt Cường khiến dư luận bàng hoàng. Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, với việc bị điều tra về tội vô ý làm chết người, Châu Việt Cường đang phải đối mặt với hình phạt nào? Trao đổi với phóng viên, luật sư Lê Văn Kiên, trưởng phòng luật sư Ánh Sáng Công Lý cho biết, với việc bị điều tra về tội vô ý làm chết người, Châu Việt Cường đang đối mặt với mức án cao nhất là 5 năm tù. Khoản 1 tội vô ý làm chết người quy định Người vô ý làm chết người thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Khoản 2 tội này quy định, người phạm tội làm chết hai người trở lên sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Vụ án liên quan tới Châu Việt Cường để lại hậu quả làm một cô gái tử vong nên người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở khoản 1. Điều đó có nghĩa nếu bị truy tố về tội vô ý làm chết người, ca sĩ Châu Việt Cường sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là 5 năm tù. Luật sư Kiên cho rằng, bước đầu xác định Châu Việt Cường sử dụng chất ma túy trước khi gây án và bị ảo giác, nhưng đây không được xem là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho người phạm tội. Pháp luật buộc công dân phải nhận thức được tác hại khi sử dụng các chất kích thích, sẽ dẫn tới tình trạng mất kiểm soát hành vi nên hậu quả xảy ra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Điều 13 Bộ Luật Hình sự 2015 đã có quy định về trường hợp người phạm tội trong tình trạng say rượu hoặc các chất kích thích mạnh khác vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự và việc phê ma túy không ngoại lệ, luật sư Kiên nói. Theo luật sư Kiên, ngoài cái chết của chị Hát, các đối tượng có dấu hiệu phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó đêm 4 tháng 3, dạng sáng mùng 5 tháng 3, ca sĩ Châu Việt Cường, ca sĩ Nam Khang cùng chị Hát và cô gái tên Phượng Anh đến căn hộ của Phạm Đức Thế ở phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình để sử dụng ma túy và quan hệ tập thể. Theo điều tra ban đầu, Châu Việt Cường sau đó có biểu hiện ngáo nghĩ chị Hát bị ma nhập nên rắc tỏi quanh phòng trừ tà và nhét tỏi vào miệng chị Hát. Sáng mùng 5 tháng 3, chị Hát được phát hiện tử vong trong căn hộ, miệng bị nhét đầy tỏi, còn cho Việt Cường trong tình trạng ngáo khi bị đưa về trụ sở công an. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.